Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Cà Phê Sáng với VTV3. Thưa quý vị, lúc này thì chúng ta đang được lắng nghe những giai điệu của một ca khúc mới được ra mắt cho năm 2019 của ca sĩ Nguyễn Thu Hằng. Đó chính là ca khúc Nhà Em Ở Lưng Đồi. Và đây là hình ảnh MV được đầu tư rất kỹ lưỡng mà chúng ta đang theo dõi, thưa quý vị. Nhà em xưa nắng vàng, con suối tràn bờ đá, hương rừng thơm mùa hạ. Còn thưa quý vị, ngoài MV được đầu tư kỹ lưỡng và giai điệu dịu dàng như vậy thì bên cạnh đó, cô gái của chúng ta cũng có những thành tích rất đáng nể. Và đó là lý do vì sao mà ngày hôm nay chúng tôi mời Thu Hằng tới trường quay của Cà Phê Sáng với VTV3. Và bây giờ hãy cùng xem đoạn clip ngắn giới thiệu về khách mời của chúng ta. Nguyễn Thu Hằng, giải vàng Liên hoan nghệ thuật châu Á Thái Bình Dương được tổ chức tại Singapore. Gương mặt sinh viên tiêu biểu của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 10. Gương mặt trẻ nhất trong lịch sử giành giải quán quân cuộc thi Sao Mai dòng nhạc dân gian khi vừa tròn 19 tuổi. Tốt nghiệp xuất sắc hệ trung cấp 4 năm chuyên nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Và gần đây nhất, Thu Hằng là gương mặt duy nhất trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật được vinh danh tại lễ trao giải 10 gương mặt trẻ thủ đô 2018. Và một bản thành tích rất đáng nể phải không ạ? Và lúc này thì xin giới thiệu khách mời của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là ca sĩ Nguyễn Thu Hằng. Xin chào Thu Hằng và cảm ơn bạn đã đến với trường quay của chúng tôi. Em chào anh. Thu Hằng xin gửi lời chào tới toàn thể khán giả của Cà Phê Sáng. Vâng, và trước tiên cũng xin chúc mừng Thu Hằng với những thành tích mà mình đã vừa đạt được trong năm 2018. Và phải nói rằng là khi mà chúng ta theo dõi cái clip vừa rồi về những thành tích mà bạn đạt được thì đó cũng là những thành tích rất là khủng, đúng không? Không thể dễ dàng đạt được đâu. Có thể nói rằng là giải thưởng một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô 2018 là một cái giải thưởng mà không đơn giản. Vì theo tôi được biết ấy, thì giải thưởng đó là sẽ được Ban chấp hành Thành đoàn Hà Nội trao cho những thanh thiếu niên có những thành tích đóng góp cũng như là những cái kết quả xuất sắc đối với các hoạt động văn hóa cộng đồng. Vậy thì trong năm 2018 vừa qua, bạn đã làm được những gì để có thể được vinh danh trong lễ trao giải vừa rồi? Thật ra Thu Hằng chia sẻ là mình cũng là một người rất là may mắn khi mà được nhận cái giải thưởng mà đối với Thu Hằng là danh giá như thế này, và bản thân Thu Hằng thì cảm thấy rất là vinh dự cũng như rất là hạnh phúc khi được nhận cái giải thưởng này. Trong năm vừa qua thì Thu Hằng cũng đã rất là cố gắng để học tập thật tốt trong lĩnh vực của mình. Bên cạnh đấy thì Thu Hằng cũng tham gia một số những chương trình thiện nguyện, và cái đấy là một cái mà trong cuộc sống của Thu Hằng luôn mong muốn rằng mình làm được cái gì đấy nhỏ bé thôi nhưng có thể đóng góp được cho cuộc sống, đóng góp được cho cộng đồng thì mình sẽ cố gắng hết sức. Và Thu Hằng luôn mong muốn là mình sẽ làm được càng nhiều việc tốt thì càng tốt. Tuy nhiên thì cũng không phải là để làm để mình đánh bóng bản thân hay là để có một cái mục đích gì cả. Mình chỉ muốn là mình làm để khiến cho mọi người cảm thấy hạnh phúc, mọi người cười, thì cái đấy cũng là một cái điều hạnh phúc lớn nhất đối với Thu Hằng rồi. Hằng có nói rằng là bạn đã tham gia rất nhiều các chương trình thiện nguyện đúng không? Vậy thì cái chuyến đi nào mà bạn nhớ nhất trong năm 2018, nhiều cảm xúc nhất? Chuyến đi mà Thu Hằng nhớ nhất ở trong năm 2018 có lẽ là chuyến đi gần nhất. Thu Hằng cùng với thầy cô của mình đã có một chuyến đi và quyên góp xây được một ngôi trường, cũng không hẳn là một ngôi trường mà xây được khoảng 3 phòng học cho các em nhỏ ở Văn Bàn, Lào Cai. Và cái đường đi ở trên để đến được với cái vùng đất đấy thì rất là khó khăn, đường lầy lội và phải đi bằng xe máy, xong có đoạn thì lại phải đi bộ, nghĩa là rất là khó khăn để đi được lên đến đấy. Tuy nhiên thì lên đến nơi và nhìn thấy những cái phòng học mà cả đoàn đã làm được để dành tặng cho các em thì đấy là một cái điều hạnh phúc và nó tuyệt vời vô cùng. Đôi khi niềm vui của người khác chính là niềm hạnh phúc của chính bản thân mình. Khi mà nhìn thấy thôi là đã thấy rớt nước mắt rồi. Bây giờ tôi muốn quay trở lại với thời điểm cách đây khoảng một tuần, vào 8/1, khi mà bạn đã được vinh danh trong một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô 2018. Không biết bây giờ thì cái cảm xúc của Hằng nó còn nguyên không? Và bạn còn nhớ cảm xúc lúc đấy như thế nào không? Cảm giác hạnh phúc và sung sướng thật sự là đến bây giờ Hằng vẫn cảm thấy nó còn nguyên vẹn. Và Hằng cũng rất rất bất ngờ khi mình nhận được cái phần thưởng như thế này. Và mình cũng cảm thấy mình có một cái gì đấy cũng khá là may mắn. Có thể nói rằng là mặc dù còn rất trẻ nhưng mà Thu Hằng đã có được những cái thành tích riêng cho sự nghiệp của mình. Người ta nhìn được bằng thành tích đó thì chắc chắn là người ta nói rằng là không thể là không có may mắn được. Tuy nhiên
lẽ rằng may mắn là không đủ. Chắc chắn rồi. Thu Hằng nghĩ rằng là trong cuộc sống cái gì cũng vậy, nếu mà cứ chờ đợi vào may mắn thì sẽ không bao giờ có được những cái kết quả tốt đẹp. Bản thân mình cũng phải cố gắng, cũng phải phấn đấu và nỗ lực như thế nào đấy để mình có được một cái có được những cái tốt để được mọi người công nhận. Và bên cạnh đấy thì cái may mắn nó sẽ hỗ trợ. Bạn thì là một người rất là trẻ và lại theo đuổi một dòng nhạc nó lại hơi khác một chút đúng không? Thường thường tôi thấy những người trẻ thì họ sẽ theo đuổi những dòng nhạc như là dòng nhạc dance hay là dòng nhạc pop ballad gì đó, nó tươi trẻ và nó sôi động hơn. Tuy nhiên thì bạn lại chọn một dòng nhạc, đó chính là dòng nhạc dân gian. Thậm chí bạn còn là một người rất trẻ đã cho ra mắt một cái album là album Hương Đạo về nhạc Phật. Vậy tại sao bạn lại lựa chọn cái dòng nhạc này và lựa chọn con đường đi này? Âm nhạc dân gian là một cái gì đấy nó rất là sâu lắng và dễ đi vào lòng người, và khi nó đã đi vào lòng người rồi thì nó cứ ở trong đấy mãi thôi, nó rất khó để đi ra. Và bản thân Thu Hằng, khi mà Thu Hằng cũng rất là thích nhạc nhẹ, cũng rất thích nghe nhạc nhẹ, tuy nhiên thì để chọn cho mình một cái hướng đi thì Thu Hằng chọn âm nhạc dân gian, bởi vì đấy là một cái mà Thu Hằng rất là đam mê và muốn theo đuổi. Thế còn nhạc Phật thì sao? Nhạc Phật album Hương Đạo Thu Hằng ra mắt cách đây ra mắt vào tháng 4 năm 2018. Đó là một cái duyên rất là lớn đối với Hằng. Và Hằng mong muốn, khi mà mình đã mong muốn mình làm được thì chắc chắn là mình sẽ phải làm để thỏa mãn cái tâm của mình đã. Có thể nói rằng là để được theo đuổi được dòng nhạc dân gian này và đạt được những thành tựu nhất định như bây giờ thì không hề đơn giản một chút nào. Vậy thế chắc chắn là cũng sẽ phải có người luôn luôn đồng hành với Thu Hằng, luôn luôn dìu dắt bạn đúng không? Chắc chắn rồi, người đã luôn đồng hành không những ở trong cuộc sống, trong học tập, cũng như trong hướng đi của Thu Hằng, đấy chính là chị gái của mình, chị Bích Hồng. Hiện tại thì ở trường Hằng cũng đang là học sinh do chị giảng dạy. Chị gái là chị gái ruột hay là chị gái ruột? Tức là bây giờ mình là học sinh của chị gái ruột luôn. Đúng rồi. Thế thì rất là có nhiều thời gian và không gian đúng không, để chúng ta có thể cùng nhau trau dồi những kiến thức, và qua đó thì cũng sẽ củng cố hơn cho cái giọng hát của mình này, rồi là cho những kiến thức, những cảm xúc của mình khi mà truyền tải vào những bài hát dân gian. Và nhất là khi mà hai chị em nhưng mà rất là hiểu nhau. Và mọi người thì thường nói là chả hiểu sao hai chị em nhà này lại thân nhau như thế, lúc nào cũng sát cánh, và một ngày mà không gọi, nghĩa là gặp nhau hoặc là không gọi điện thoại cho nhau là kiểu không được ấy. Thế là một cái điều rất là tốt đấy chứ, thì hai bạn có thể gọi là dễ dàng trao đổi nhiều hơn. Thân nhiều là tốt đúng không? Và đó là cái câu chuyện mà chúng ta vừa nói về năm 2018 vừa qua, cũng như là cái câu chuyện về sự nghiệp của Thu Hằng. Vậy thì trong năm 2019 sắp tới bạn sẽ có những kế hoạch gì? Gần nhất là vào tháng 7 tới, Thu Hằng sẽ có một cái dấu mốc rất là quan trọng trong cuộc đời sinh viên của mình. Tốt nghiệp á? Đúng rồi, 8 năm nén sách. Và tháng 7 này Thu Hằng sẽ tốt nghiệp đại học khoa thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Và trước mắt thì Thu Hằng rất là mong muốn là mình sẽ phải hoàn thành thật tốt cái kỳ thi của mình trước đã. Bên cạnh đấy thì chắc chắn là Thu Hằng cũng sẽ có cho ra mắt những cái sản phẩm âm nhạc để gửi tặng tới khán giả của mình. Có thể bật mí một chút về các sản phẩm âm nhạc được không? Cái này cho em giữ bí mật được không? Rồi, và cũng xin chúc mẹ Thu Hằng trong năm 2019 sẽ ngày một thành công hơn trên con đường mà Thu Hằng đã lựa chọn, và luôn luôn may mắn sẽ đồng hành với bạn, cũng như là bạn sẽ giữ được kiệt quyết của mình với dòng nhạc dân gian này. Cảm ơn Thu Hằng ngày hôm nay đã đến với chương trình Cà Phê Sáng với VTV3. Cảm ơn anh. Thu Hằng xin được cảm ơn chương trình Cà Phê Sáng đã cho Thu Hằng cơ hội được chia sẻ và được gặp gỡ toàn thể khán giả. Và Thu Hằng rất là mong là mọi người sẽ luôn ủng hộ cho Thu Hằng. Thu Hằng xin cảm ơn rất nhiều. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình.